Chào mọi người, chúng tôi đang trên đường đi cứu hộ gấu Wonder, một cá thể gấu được công an tỉnh Điện Biên tịch thu từ một người đàn ông buôn bán trái phép động vật hoang dã. Trong cuộc cứu hộ gấu lần này, chúng tôi cũng gặp phải một chút khó khăn vì như các bạn đã biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra rất phức tạp. Để đi đến được nơi cứu hộ gấu lần này, chúng tôi phải trải qua một quãng đường dài hơn 500 cây số với nhiều đồ cung đường đèo dốc rất nguy hiểm. Tuy nhiên, được sự ủng hộ và giúp đỡ rất nhiệt tình từ công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng như là công an tỉnh Điện Biên đã giúp đỡ chúng tôi, nên trong quá trình di chuyển chúng tôi cũng được thuận lợi hơn. Và qua đây tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng như là công an tỉnh Điện Biên đã giúp chúng tôi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và dù với bất kỳ lý do là gì và bất kỳ khó khăn gì, chúng tôi cũng sẽ luôn luôn cố gắng để cứu hộ được tất cả các cá thể gấu và sẽ không còn bất kỳ cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau. We're pretty sure she's a girl. Let's see in the morning, hey, once it's a bit lighter. But having a look at her, even with the torchlight, she really does, or Wonder does look like a female. And the team that traveled back with her all think she's a female as well. But let's see. Behind me is our quarantine area where Wanda is settling in after her more than 12-hour journey to get here from Dembien. I checked her over this morning and I can't see anything of veterinary concern to be worried about her, so we'll give her some time to grow before we bring her in for her initial health check, but she'll spend 45 days in quarantine to protect her and our other resident bears, and during this time she'll be given a nutritious diet, plenty of enrichment and all the love and care she needs to develop into one of our many wonderful bears. This little cub who we've nicknamed Wanda is now safe back in our sanctuary in Tamdale National Park. Without her mother, she's going to require a lifetime of specialized care, up to 30 years. Will you help us ensure that Wanda has a wonderful life?